Dưới thời nhà Tiền Lê, châu cổ Pháp với những linh tự như chùa Dâu, chùa Tiêu Sơn trở thành trung tâm Phật giáo của nước Đại Cổ Việt. Các thiền sư như Khánh Văn, Vạn Hạnh có uy tín xã hội rất lớn. Chuyện Lý Công Uẩn 3 tuổi đã vào chùa tu, không hiểu do bà Phạm Thị, mẹ ông, muốn gửi gắm con trai mình nương nhờ cửa Phật rồi nên duyên, hay do chính những thiền sư tu thành chính quả mà đoán việc như thần, nhìn thấu tương lai, lựa chọn Công Uẩn làm người đại diện cho Phật giáo, cho dân tộc. Chùa cổ Pháp xưa kia là nơi trụ trì của thiền sư Khánh Văn. Hiện, chùa vẫn còn chiếc giếng cổ mà người dân bản địa gọi là giếng mắt rồng. Theo truyền thuyết, nước giếng này xưa kia thường được dùng để tắm cho Lý Công Uẩn khi còn nhỏ. Trong chùa còn lưu giữ những câu đối chứng minh Lý Công Uẩn từng sống tại chùa này. Đất thiêng nuôi dạy người kiệt xuất, trời định sinh ra bậc đế vương. Tương truyền rằng khi còn bé, có một lần Khánh Văn sai Công Uẩn đem oản đặt lên bàn thờ cúng Phật. Cậu bé đã khoét oản ăn trước. Không hiểu sao nhà sư lại phát hiện được, bèn trách mắng Công Uẩn. Cậu tức lắm, cho là bức tượng hộ pháp nhìn thấy đã mách sư, bèn đánh tượng 3 cái tát rồi viết mấy chữ Đồ Tam Thiên Lý, đầy 3.000 dặm vào tượng. Đêm đó sư Khánh Văn nằm mơ thấy hộ pháp buồn rầu đến ngỏ lời từ biệt. Hoàng đế đã phạt đầy tôi đi xa, xin chào ông ở lại. Sáng sớm Khánh Văn lên chùa xem hư thực thế nào, thì quả thấy bức tượng hộ pháp có dòng chữ viết kết án như ông đã nằm mơ. Nhà sư bèn sai mấy chú tiểu múc nước rửa đi, nhưng chùi thế nào cũng không sạch. Khi cho gọi Lý Công Uẩn đến rửa, thì cậu chỉ lấy tay xoa xoa là dòng chữ biến mất. Sau này khi lớn lên và về học với thiền sư Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn tuy là cậu bé thông minh nhưng vẫn không bỏ được tính bịt ngờ. Một lần Công Uẩn bị sư Vạn Hạnh phạt trói suốt đêm nơi cửa chùa, bị muối đốt không ngủ được. Công Uẩn tức cảnh đọc 4 câu thơ đầy khẩu khí: Màn có trời cao chiếu đất liền, cùng trăng thanh thả rất thần tiên, suốt đêm nào dám vung chân duỗi, chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng. Sư Vạn Hạnh nghe được tự nhủ thầm: đứa trẻ này không phải là người thường, sau lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chúa trong thiên hạ đây. Bèn hết sức chăm sóc dạy bảo. Kể từ khi Lê Đại Hành qua đời, đất nước dưới thời trị vì của Lê Ngoại Triều thực sự rơi vào tình thế rối ren, lòng người ly tán, nguy cơ ngoại xâm rình rập, Phật giáo ngày càng bị xem nhẹ. Nhìn thấy những khí chất đế vương của Công Uẩn, người sau này trưởng thành có thể làm bậc minh quân trấn hưng Phật giáo, phát triển đất nước. Vạn Hạnh đã hết lòng dạy dỗ và chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, từ kiến thức, vị trí chính trị đến nhân tâm cho cậu học trò yêu của mình. Niềm hy vọng của Vạn Hạnh, niềm hy vọng của Phật giáo, niềm hy vọng của quốc gia đặt hết lên vai một cậu bé còn chưa đầy 10 tuổi.